Theo truyền thuyết, để chọn người kế vị, vua Hùng thứ sáu đã tổ chức một cuộc thi. Trong cuộc thi này, Lang Liêu đã tự tay làm bánh chưng và bánh dày, hai thứ bánh tượng trưng cho trời và đất, bao hàm trong đó là triết lý nhân sinh và sự trân quý thành quả lao động của người nông dân một nắng hai sương. Cái bánh chưng vuông đã được sáng tạo và gắn liền với cái huyền thoại về Lang Liêu. Đấy chính là cái khởi điểm. Chỉ có Phú Thọ mới có cái việc là đâm luống, từ cái đâm luống đến cái việc là giã bánh dày. Theo thời gian, bánh chưng, bánh dày đã trở thành nét văn hóa độc đáo riêng của dân tộc Việt Nam. Tấm bánh dân cúng tổ tiên hàm chứa sự kết đoàn, hòa quyện. Càng qua nước sôi lửa bỏng, bánh càng dền nhuyễn, thơm ngon. Càng qua đấu tranh gian khổ, dân tộc càng đoàn kết, thống nhất. Bánh chưng, bánh dày tôn vinh đạo lý làm người, chứa đựng ước mơ đoàn kết, thái bình, nhắc nhở con cháu lòng tự hào, biết ơn nguồn cội ngàn năm phan hiến. Gói bánh chưng và dạ bánh dày trên quê hương đất tổ chúng ta, nó được thể hiện ở tất cả các cái làng xã. Cái sản phẩm bánh chưng và bánh dày nó là một trong những cái sản phẩm không thể thiếu được trong những cái ngày lễ Tết và đặc biệt là trong ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng. Dân tộc nào cũng có món ăn truyền thống, song có lẽ chỉ có dân tộc Việt mới có những món ăn truyền thống gắn với phong tục thờ cúng tổ tiên chung của cả dân tộc. Bánh chưng, bánh dày xuất hiện trong truyền thuyết giờ đã trở thành đặc sản của miền đất tổ vua Hùng. Ở đây là một cái làng nghề đặc sản, cũng là làm từ lúa gạo mà vua Lang Liêu đời thứ 7 đã làm nên chiếc bánh dày và bánh chưng. Mà tôi là một nghệ nhân, đồng bằng sông Cửu Long thì cũng là lúa gạo. Thì ở nhà đó có thờ ông Lang Liêu, ông tổ nghề, người làm nên cái ẩm thực của đất nước Việt Nam. Bánh chưng, bánh dày gợi hình ảnh của quê hương với màu xanh ruộng đồng, sông núi, được làm ra từ những hạt thóc được xem là ngọc thực của đất trời, nảy nở trên những triền đất do phù sa sông Hồng bồi đắp, kết tinh từ bàn tay lao động của con người. Món bánh của tổ tiên truyền lại đã trở thành quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.